Xin kính chào tất cả quý anh chị hàng. Và bên cạnh anh chị đó chính là chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V màu trắng, nội thất nâu đỏ, model mới nhất năm 2022, trang bị tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sử dụng là động cơ 1.8 kết hợp với hộp số CVT vô cấp. Trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cập nhật bảng giá này, hình ảnh tổng quan cũng như là tổng chi phí lăn bánh của một chiếc 1.8V. Với mức giá thì anh chị cũng biết rồi, với màu trắng ngọc trai như thế này sẽ có mức giá là 838 triệu đồng cho thế hệ mới năm 2022. Anh chị cũng biết rồi, thế hệ mới 2022 thì chúng ta sẽ có thêm nâng cấp. Ngoài tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thì hệ thống Cruise Control giữ ga tự động, kiểm soát theo hành trình thì sẽ bám đuổi từ 0 km/h. Từ 0 km/h thì bắt đầu là xe đã cài đặt setup được rồi. Tuyệt vời đúng không ạ? Mức giá của tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thì sẽ đem lại điều gì ạ? Đó chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đâu đó so với thế hệ trước thì chúng ta sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn đâu đó khoảng gần 1 lít trên 100 km trung bình. Quá ấn tượng luôn. Chúng tôi đang sẵn xe đủ màu để giao ngay. Vậy không để anh chị đợi chờ lâu thì chúng ta cùng cập nhật cái phần tổng giá lăn bánh. Với mức giá của một chiếc Cross 1.8V màu trắng ngọc trai có giá niêm yết là 838 triệu đồng. Lăn bánh ở một tỉnh đang áp dụng mức thuế là 10%, trong khi đó Hồ Chí Minh là 10% và 20 triệu tiền biển, và Hà Nội là 12% và 20 triệu tiền biển. Thì Văn Hội sẽ show lên trên màn hình ngay sau đây. Tỉnh mức thuế 10%, Cross 1.8V màu trắng ngọc trai sẽ có giá lăn bánh là 925 triệu đồng. Trong khi đó ở Hồ Chí Minh thì sẽ lăn bánh cộng thêm 20 triệu tiền biển là 945 triệu đồng. Còn ở Hà Nội thì sao? Mức thuế 12% thì tổng lăn bánh sẽ là 959 triệu đồng. Chưa bao gồm các chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn. Nếu anh chị mua xe trong đợt này thì chúng tôi còn có những chương trình tặng những gói phụ kiện cao cấp và giao xe rất sớm cho anh chị. Để biết thêm chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới. Bây giờ thì chúng ta ngắm tổng quan rất nhanh về ngoại thất cũng như là nội thất của Cross 1.8V màu trắng ngọc trai 2022. Xin mời anh chị. Đây là tổng quan thiết kế phần phía đầu xe của một chiếc Corolla Cross 1.8V màu trắng ngọc trai, model mới nhất 2022. Phải nói là bản V sẽ là được ưu ái nhất khi mà trang bị hệ thống Toyota Safety Sense cho khả năng cảnh báo lệch làn, tiền va chạm, phanh tự động và bám đuổi xe phía trước, cũng như là tự động dương pha. Chưa hết đâu ạ, lại là bản V thì chúng ta có camera 360 độ. Vậy là bản V và bản Hybrid là gần như là option là giống nhau 100%. Chỉ duy nhất đó chính là các phần logo và cái động cơ điện thôi ạ. Và thế hệ mới thì anh chị cũng biết rồi, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đèn sẽ là bi LED cho cả chóa pha và cốt, kết hợp giải đèn LED ban ngày, cảm biến góc trước cũng như là đường viền mạ chrome và hệ thống đèn sương mù cũng dạng công nghệ LED. Còn phần thân xe của Cross 1.8V màu trắng ngọc trai sẽ là như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đây đó chính là phần phía thân xe của Cross 1.8V. Chúng ta sẽ có hệ thống cụp gương tự động, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù trên gương. Chưa hết đâu ạ, chúng ta sẽ có nẹp dọc nóc xe, hệ thống cửa sổ trời. Phải nói là bản V quá ưu ái nhiều chi tiết, la răng phay đúc lên đến 18 inch, tích hợp cả phần cảm biến áp suất lốp, tích hợp để hiển thị lên bảng đồng hồ trung tâm ở trong. Tay nắm cửa thì là tích hợp thêm phần vân tay cảm ứng. Quá tuyệt vời rồi. Viền cong kính inox. Và phần đuôi sau là như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đây là chính là phần phía đuôi phía sau của Cross 1.8V màu trắng ngọc trai. Từ phía trên chúng ta có anten vây cá mập, phần xây kính sau, gạt mưa. Đẹp nhất sẽ đến từ phần cụm đèn buổi tối nhé, sẽ căng ngang full LED như thế này, cũng như là logo mạ chrome Corolla Cross cũng như logo Toyota. 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau, camera lùi, tích hợp hệ thống camera 360 độ có vạch dẫn hướng. Rất ấn tượng rồi. Phần cốp thì sao? Chúng ta sẽ có cái công tắc bấm điện ở đây nữa. Rất tuyệt vời luôn. Còn cụ thể bên trong nội thất là như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Cross thế hệ năm 2022 1.8V tiêu chuẩn khí thải Euro 5 sẽ cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu là 5,9 lít khi mà chúng ta chạy đường trường. 5,9 lít thôi anh chị ạ, 1.8 nhá. Trong khi đó là trung bình ở thế hệ 2022 này sẽ là hỗn hợp sẽ là 7 lít.
Vậy là đâu đó khoảng từ 5 đến 7 lít thì Cross đã di chuyển được 100 km rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cập nhật chi tiết Cross 2022 1.8V. Xin mời anh chị. Đây là nội thất bên trong của một chiếc Corolla Cross 1.8V màu nâu đỏ. Vậy là Cross ở thế anh năm 2022 thì chúng ta sẽ có hai tông màu nội thất tùy chọn. Đó chính là màu đen nội thất nâu đỏ và màu đen nội thất đen. Với màu nâu đỏ sang trọng quý phái như thế này, chúng ta có ngay là hệ thống cụp gương tự động, kính auto, ok chưa? Rồi chỉnh mặt gương điện, chúng ta có ghế lái chỉnh điện, thêm công tắc đèn AH, auto tự dương pha và chỉnh góc đèn tùy theo cái trọng tải của người ngồi bên trong. Bên trong nội thất thì chúng ta có vô lăng khâu bọc da này, hệ thống đặc biệt nhất là Toyota City Sense cho khả năng cảnh báo lệch làn, tiền va chạm. Và ở thế hệ năm 2022 thì chế độ Cruise Control thì sẽ là kiểm soát hành trình là mọi giải tốc độ. Mọi giải tốc độ anh chị nhé. Điều khiển volume trên vô lăng, thoại rảnh tay, xe trang bị 7 túi khí, 6 loa. Tuyệt vời đúng không ạ? Màn hình giải trí lên đến 9 inch. Và chúng ta có một màn hình điện tử 4,2 inch để hiển thị đa thông tin, đặc biệt nhất là hệ thống km trên giờ bằng điện tử. Rồi chúng ta sẽ ngồi vào bên trong để ngắm tổng quan chi tiết hơn nào. Đây là nội thất phía bên trong của chiếc Cross 1.8V màu đen nội thất nâu đỏ 2022. Rồi chúng ta có một cái bảng đồng hồ nổi bật, màn hình giải trí, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Chúng ta xuống dưới thì có hộp số dạng CVT cho khả năng tiết kiệm, chìa khóa thông minh, vô lăng nó sẽ chỉnh 4 hướng. Di chuyển lên trên thì chúng ta có gương điện chống chói, cửa sổ trời auto một chạm và có thể gách được. Hàng ghế thì ghế sẽ có ghế da có lỗ thông khí này. Tổng quan đây ạ. Còn ở phần phía hàng ghế thứ hai là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đây là hàng ghế thứ hai của chiếc Cross 2022. Chúng ta có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau kết hợp với hai cổng USB có thể sạc nhanh 2,1A, tựa tay cho hàng ghế sau. Tuyệt vời đúng không ạ? Đây là tổng quan này. Vừa rồi đó chính là cập nhật bảng giá, tổng chi phí lăn bánh cũng như là review chi tiết nhất Corolla Cross 1.8V màu trắng ngọc trai model mới nhất năm 2022. Để nhận thêm chương trình khuyến mại cũng như là chương trình trả góp hỗ trợ đến 80% giá trị xe, hỗ trợ đến 7 năm với gói lãi suất chỉ từ 0,49% thì khoảng 350 triệu đồng một chiếc Cross đã nằm trong nhà anh chị rồi. Chi tiết là như thế nào? Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Đừng quên bấm nút like, share, comment để cập nhật những thông tin mới. Một lần nữa, kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!